Everybody named it in. Who put it in? Everybody named it. Well, Sandy had to put it in there, or she sent it back everybody's email. Ông nói, ông mẹ kia nói là ông ngoại tới Việt Nam rồi gặp bà cố rất mừng tới bình an. Nó rất mừng vậy thôi. See? So cute. Thế có con đỡ gì? Không, 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 kẹo quá. Nhưng mà thấy khỏe. Thấy khỏe hả? Chuột này còn một chút xíu à. Thì lớn tuổi rồi, ngồi đi. Lớn tuổi rồi thì thấy là cũng phải cái đầu uống đồ nữ chứ mà. Ốm. Ăn uống được không? Nhưng mà thấy khỏe hả? Nè, em hôm nay cũng xây à. Ờ, cũng ốm chút, tại vì bình thường rồi. Nha. Ừ. Anh không có. Anh không có. Bà cho tôi đó. Chết cha. Ông xã cũng bị, ông xã không bị mà tôi bị. À, vậy em. Cho tiền cho bà không cho, cho anh, tôi. Ồ, cái bệnh này là bệnh về già vậy thôi. Không sao. Không có bệnh gì. Ờ, khỏe thì gì? Thấy bên trẻ quá hả? Không thành. Xong rồi sao rồi ha. Rồi. Good. Rồi. Yên tâm à. Nói gì nói đi, nó ghi vô đây nè. Chưa thấy cô hoài về mừng quá. Nhưng mà ngày mai chưa có đi đâu nha, ngày mốt mới đi nha. Để anh Hiệp nói đi. Dạ rồi. Anh Hiệp nói gì nói đi. Về ghé thăm má nhân dịp cô Hòa ở bên đó về, coi như là thăm mẹ, rồi anh cũng kết hợp vô đây thăm anh em, thăm mẹ rồi thăm anh em, rồi chúc mừng cô Hòa đó là về nhà sức khỏe, chúc chồng cô Hòa cũng vậy. Yeah. Cũng nhiều sức khỏe. Cảm ơn nhiều ạ. Cố gắng sao mà tập thể dục. Tập thể dục nói ông xã cô chịu khó tập thể dục. Cô Hòa ha. Rồi, nói nha.